xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về một dòng sản phẩm của hãng Hyundai. Vâng, đó chính là Hyundai Elantra 2020. Hyundai Elantra 2020 với thiết kế mang đậm dấu ấn riêng và phong cách cá tính mạnh mẽ hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng một sự trải nghiệm thích thú không hề nhẹ. Sau những ngày đầu tiên ra mắt, Hyundai Elantra 2020 nằm trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là một trong những đứa con cưng được Hyundai cho ra mắt. Đến nay, Hyundai Elantra là mẫu xe đang chịu sự cạnh tranh của nhiều cái tên trong cùng phân khúc như Honda Civic, Mazda 2, Kia Cerato, Toyota Corolla. So với những đối thủ trên thì doanh số bán ra của Hyundai Elantra tại thị trường Việt Nam vẫn không hề lép vế. Mẫu xe thu hút được người dùng bởi ngoại hình bắt mắt, nội thất đầy đủ cùng tiện nghi hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Song song với Honda Civic, Hyundai Elantra 2020 là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất về phân khúc sedan hạng C với thiết kế thể thao. Nếu như Honda Civic nhập khẩu quá nhiều về sự cơ bắp, cá tính thì Hyundai Elantra lại rất khéo léo trong việc dung hòa hai yếu tố sang trọng và mạnh mẽ. Tất cả đều mang đến cái nhìn hài hòa vừa đủ khiến người đối diện phải thích thú mà khó lòng chê được ở điểm nào. Hyundai Elantra 2020 với giá thành tương đối dễ chịu phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đó chính là lý do vì sao Elantra thu hút được lượng lớn khách hàng về phía mình. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì có thể qua các đại lý và các showroom gần nhất để cùng trải nghiệm. Tay lái trên đường. Về phần thiết kế ngoại thất của Hyundai Elantra 2020 sở hữu một kích thước tổng thể với chiều dài là 4620 x 1801 x 1435mm, chiều dài cơ sở của xe là 2700mm. Hyundai Elantra 2020 với thiết kế mang ngôn ngữ Sportis rũ bỏ hình ảnh cũ với những đường nét bao tròn, chiếc xe được lột xác một cách ngoạn mục, hút hồn người đối diện với vẻ bề ngoài tràn đầy tính thể thao và tinh tế của mình. Hyundai Elantra 2020 sở hữu phần lớn nước tẩy Nhật, hình lục giác mạ chrome sáng bóng gọt giữa cứng cáp. Logo Hyundai được đặt ngay trung tâm phía trên lưới tản nhiệt do cái nhìn đầy mới lạ và sang trọng. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước được chú trọng trong một phong cách chỉnh chu và khoa học. Cụm đèn pha dạng halogen thiết kế kiểu tam giác sắc nhọn xuyên qua mặt ga lăng rất mới lạ và độc đáo. Sự kết hợp độc đáo giữa đèn pha tam giác nhọn cùng với lưới tản nhiệt lục giác và hốc hút gió đèn sương mù nằm sâu bên trong mang đến một Hyundai Elantra 2020 với phần đầu vô cùng ngầu và có phần lì lợm. Sự kết hợp giữa các mảng miếng với nhau đã làm nên một Hyundai Elantra 2020 mạnh mẽ và đầy cá tính. Hyundai Elantra 2020 với phần thân xe thể hiện ngôn ngữ mềm mại, êm dịu hơn với những đường gân dập nổi. Phần đầu kéo đến thân sau một cách dứt khoát, mẫu xe không chỉ trở lên sexy hơn mà còn góp phần tăng thêm phần khí động học. Tùy thuộc vào nhu cầu sở thích của người dùng có thể lựa chọn bộ mâm có kích thước từ 15 inch đến 18 inch với thiết kế bộ la răng đan dài, đan cài, chồng chéo lên nhau. Chiếc sedan nhà Hyundai càng tăng thêm sự lôi cuốn và hấp dẫn của mình. Hyundai Elantra 2020 với phần tay lắm được sơn cùng màu với thân xe tạo nên cái nhìn hoàn hảo và đồng nhất trong cùng thiết kế tổng thể. Gương chiếu hậu của xe cũng được sơn cùng màu xe, cùng với đó là các tính năng như chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Nếu như phần đầu xe cực nổi bật với hệ thống đèn pha, đèn sương mù như tản nhiệt, thì phần đuôi xe của Hyundai Elantra 2020 cũng tỏ ra không kém phần. Bằng chứng là ở điểm nhấn của phiến đèn hậu thiết kế theo dạng tia chớp ấn tượng, người đối diện có thể nhìn thấu được một cản sau khác biệt với mẹ so với những đối thủ cùng phân khúc khác. Ngay chính giữa phần nắp cốp là logo Hyundai cùng với dòng chữ Elantra đầy nổi bật. Thiết kế gầm phía dưới dạng tối màu giúp xe tăng thêm sự mạnh mẽ chắc chắn của mình. Với những ai thích sự cá tính thể thao thì vẫn có thể tùy chọn thêm cánh nước gió. Nhìn chung với thiết kế mới mẻ và có phần lột xác ngoạn mục như thế này, Hyundai Elantra 2020 chắc chắn sẽ là cái tên khó thể bỏ ngơ trên thị trường xe hiện nay. Mẫu xe này phải nói rằng rất thích hợp với những ai đam mê thể thao. Rõ ràng Hyundai Elantra 2020 đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc thiết kế ngoại thất, mang đến một mẫu xe ấn tượng, sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế. Thiết kế xe tỏ ra phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, dù bạn là khách hàng trẻ tuổi, thanh niên, trung niên đều có thể sở hữu được. Về phần nội thất của xe, Với chiều dài cơ sở đạt 2700mm nên đảm bảo độ rộng, thông thoáng, mát mẻ cho người sử dụng so với những đối thủ khác. Phần táp lô vẫn trung thành với thiết kế đơn giản với sự nhẹ nhàng, tiện nghi với các nút bấm được bố trí một cách khoa học và gọn gẽ. Tất cả các chi tiết thiết kế đều hướng đến sự thân thiện, từ màu sắc cho đến chất liệu. Vô lăng 4 chấu được bọc kỹ lưỡng cùng với nhiều nút bấm hỗ trợ những tính năng khác nhau, đặc biệt với việc phủ nhôm lên trên mặt vô lăng có phần sang trọng hơn khá so với những phiên bản trước. Nhất là có thêm điều chỉnh độ nghiêng một cách tiện lợi ngay phía trước vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin với những gam màu và ánh sáng êm dịu, từ đó giúp người lái có thể dễ dàng theo dõi thông tin trong hành trình di chuyển cũng như nhiên liệu, tiêu hao, tốc độ vận hành. Tuy thiết kế bên phần nội thất hơi nhàm chán so với các mẫu xe khác, nhưng với cụm đồng hồ này bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác đơn giản, sạch sẽ và không quá phức tạp. Hệ thống ghế ngồi của xe cũng được chú trọng để mang lại sự thoải mái cho các thành viên ngồi bên trong. Hai chất liệu chính được sử dụng để bọc ghế là chất liệu da vải. Tùy thuộc vào từng phiên bản khác nhau, chất liệu ghế sẽ có sự khác nhau nhất định. Riêng ghế lái được điều chỉnh theo 6 hướng phù hợp với tư thế ngồi. Còn ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60-40 để tối ưu hóa không gian chứa đồ. Xe sử dụng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng khí hậu nên có thể làm mát khoang nội thất nhanh chóng, đi kèm là cửa sổ trời có khả năng lấy ánh sáng, lấy gió tốt, giúp người ngồi trên xe có cảm nhận được không khí mát mẻ từ bên ngoài. Hyundai Elantra 2020 sở hữu các tiện ích như giải trí radio AM, FM, MP3, kết nối Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay, có thể kết nối thông tin qua màn hình cảm ứng 5-8 inch và bộ loa 6 âm thanh, hoặc có thể đàm thoại thành tay một cách chuyên nghiệp. Về động cơ và vận hành của xe, thế hệ mới với 3 tùy chọn về động cơ, đó chính là động cơ xăng 2.0 lít, động cơ xăng 1.4 lít và động cơ xăng 1.6 lít. Cả 3 động cơ đều cho công suất tối đa là 128 đến 204 mã lực, mô men xoắn đạt cực đại là 174 đến 265. Riêng phiên bản Hyundai Elantra 2020 Sport, nhà sản xuất đã trang bị động cơ 1.6 NT hoàn toàn mới cho công suất lên đến 204 mã lực tại thời điểm 6.000 vòng trên một phút, mô men xoắn cực đại đạt 265 tại 1.500 đến 4.500 vòng trên một phút. Khi kết hợp với hộp số 6 cấp xe mạ, xe sẽ mang đến khả năng vận hành êm ái, trơn tru hơn, tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu. Hiện mẫu Hyundai Elantra 2020 có 2 sự lựa chọn về hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp, cùng với đó là 3 chế độ lái cho người lái lựa chọn, đó là Eco, tiết kiệm, Lawman, thông thường và chế độ Sport, thể thao. Ứng với mỗi chế độ, xe sẽ có hệ thống động cơ can thiệp trực tiếp, mang lại nhu cầu sử dụng và sở thích cho từng người. Về tính năng an toàn của xe, xe Hyundai Elantra 2020 được chú trọng về mặt an toàn cho người sử dụng. Theo đó, xe được trang bị những tính năng an toàn như sau: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống chống trộm, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến trước và sau, hệ thống cảm biến áp suất lốp và 7 túi khí. Hệ thống an toàn này được trang bị trên phiên bản Hyundai Elantra 2020, ở những phiên bản còn lại sẽ có sự thay đổi linh hoạt sao cho phù hợp với từng mẫu xe. Hệ thống treo trước và treo sau dạng MacPherson, dạng lò xo cuộn dằm xoắn, với thiết kế này xe sẽ mang đến chế độ tối đa khả năng rung lắc, hạn chế được tối đa khả năng rung lắc khi gặp những chướng ngại vật trên đường. Hệ thống phanh trước dạng đĩa, phanh sau dạng đĩa, trông cũng để chúng cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc giúp xe di chuyển chậm, chắc và đánh lái nhẹ nhàng. Nếu yêu thích nhẹ nhàng, êm ái khi di chuyển, bạn có thể sử dụng cỡ lốp 195/65 R15, 205/55 R16. Còn nếu người đam mê tốc độ thì là 225/45 R17, 225/40 R18 được cho sự hoàn hảo. Nhìn chung, Hyundai Elantra 2020 là mẫu xe rất phù hợp với giao thông đô thị tại Việt Nam. Nếu như phiên bản Hyundai Elantra 2020 Sport tỏ ra phù hợp với những gia đình trẻ tại thành phố để phục vụ cho việc đi làm, đi chơi, du lịch, thì phiên bản Hyundai Elantra 2020 Sedan thường tỏ ra thích hợp trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp và sẽ có một số thông tin hữu ích cho anh em đang tìm hiểu và muốn mua về dòng xe này. anh em có thể đến các showroom đại lý của Hyundai gần nhất nơi mình sinh sống để cùng trải nghiệm. Xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Em xin chào tất cả mọi người.